Thì ông Tư mình làm gì đứng đó tìm ông cần chết luôn hả? Cũng thương cháu qua đến mình luôn không coi. Không cái gì, ông tìm cái gì đó? Tôi tìm thằng Phú, mình đi tìm nó phải không? Tìm đang chi? À, con gì? Bà làm tôi hết hồn à? Trời ơi, anh đi đâu đây anh lát? Ê, ông gọi điện ai mà căng đây coi? Hê, gọi điện ai căng thẳng cái gì? Ông tìm Phú. Phú đâu? Đi rồi. Thì bây giờ nó lớn rồi, nó phải con nít đâu. Thí dụ nó đi đâu đó chút xíu nữa nó về chứ hơi đậu tiền. Sao mà đi đâu? Tìm nó chứ. Ê, dặn con chứ. Ê, bà ơi, đứng nè. Đi đâu hả? Đi tìm Phú. Ủa rồi tôi qua rủ nhậu đi tìm Phú rồi ai nhậu với tôi? Tôi. Cậu xem đó, vừa mất nhà tôi vừa mới ra qua. Cậu ơi, cậu cần xử lý gì không? Dạ, ở đằng kia đó không anh? Cậu kỹ sư. Dạ, Tư. Quá. Dạ. Ủa? Hai người làm gì ở đây á? Dạ, vườn mít nhà em mới ra qua nè chị. Em đang cần cậu kỹ sư tư vấn giùm em. Cậu có cần phân bón gì hay không? Dạ, hình như là bên vườn mít của chị Tư cũng đang ra hoa phải không chị Tư? Ừ, đúng rồi. Dạ. Thì sẵn đây em tư vấn luôn. Thì đối với cái mà mít mà khi mà nó vừa ra hoa thì mình nên chủ động quản lý sâu bệnh, đặc biệt là bệnh nghe chị Tư. Vậy hả? Dạ. Thì mình cường lực cho nó bằng cách mình sử dụng cái phân hữu cơ khoáng đó. Thì khi mà sử dụng phân hữu cơ, nó sẽ làm cho đất của mình tơi xốp nè, giúp cho cái hệ vi sinh vật ở trong đất phát triển thì nó sẽ hạn chế được nấm bệnh nè. Rồi ngoài ra trong cái phân hữu cơ khoáng đó, nó có những cái trung vi lượng. Cho nên là khi bổ sung vô á, thì cây mít mình nó khỏe, khỏe thì nó chống chịu lại được bệnh. Ủa đơn giản vậy hả cậu? Dạ, nhưng mà cũng nên lưu ý á, là cũng phải quan tâm đến các loại côn trùng chích hút. Tại vì những cái vết chích hút của những con côn trùng đó nó sẽ làm cho cái nấm bệnh cũng như là vi khuẩn dễ dàng xâm nhập vô. Nhớ nha, nhớ lưu ý cái đó nha. Cái này tôi biết nè, nhưng mà sau giai đoạn mít đậu trái có cần lưu ý gì không cậu? Sau cái giai đoạn mà mít mình nó đậu trái á, thì mình cũng nên lưu ý là cái bệnh thối nhũng hay là bệnh thối trái đó. Đó thì đối với cái bệnh này á, thì mình nên chủ động phòng ngừa. Tại vì khi mà nó bị thối rồi đó, trái mít mình nó bị hư đúng không chị Tư? Dạ, cho nên là mình chủ động mình phòng ngừa và bổ sung cái vi lượng kẽm để giúp bảo vệ cho cái trái mít của mình. Nhớ chưa? Vi lượng kẽm nhớ. Tôi nhớ rồi. Dạ. Cảm ơn cậu nha. Dạ. Cậu đã tư vấn và chăm sóc tôi. Anh Lát. Nè. Hai người đâu phải con nít đâu mà chơi cái trò mà cà nhông vậy? Cà nhông gì? Đi xuống. Một hồi gãy xin chóng ông bây giờ. Xuống gì được? Bà con đeo cứng nhắc. Chồng. Chạy cháu lại cho tôi. Chạy cháu lại cho tôi. Chồng bà điên rồi, điên. Cháu gì? Điên rồi. Cháu ai? Chạy đồng hồ lại cho tôi. Ông khùng. Ông đang bị khùng. Nè, ông chồng tôi nha. Chánh răng. Mắc cái gì mà nãy giờ ông nói ông khùng hoài vậy? Giờ thôi bà nè, mới sáng sớm là ông là hoàng thượng. Ông kêu tôi làm ra con ngựa Bạch Long Phi, cởi đi kiếm cháu ông. Cái gì? Tôi nghi quá. Nghĩ gì? Vụ này tôi nghi lắm nè. Sao? Tôi nghi là thằng Phú nó bị bắt. Cốc trời ơi, mày bắt cóc rồi. Ông ở nhà bớt coi phim hình sự lại nha. Tưởng tượng không à, ổng nó quan tưởng rồi gặp âm thần kinh. Trời ơi, gì vậy? Gì nhà? Ý lộn điện thoại thôi, hết hồn trời ơi, tức luôn. Ý, gì chị, má thằng Thú. Nghe. Em nghe chị. Mà tìm xác được. Hả? Sao? Sao rồi, nó sao rồi? Cho máy cháu hết pin hả? Ừ. Cái gì anh còn rồi hả? Trời ơi. Dạ chị, dạ chứ này bình yên, rất là vui. Dạ không có. Bó tay từ khịa là em xin tôi hết hồn hả? Cũng may là chàng Phú đã về nhà an toàn rồi. Bà con à, khi cây mít ra hoa đó thì chúng ta nên áp dụng phân hữu cơ khoáng để cung cấp đầy đủ các vi chất cần thiết cho cây nhé. Rồi trữ nước tránh thất thoát nè, rồi tạo môi trường thông thoáng cho các vi sinh vật ít phát triển, giúp cho bộ rễ ức chế cái nấm bệnh gây hại. Ngoài ra chúng ta cũng nên quản lý côn trùng chích hút, tránh nấm bệnh và vi khuẩn xâm nhập vào cây. Khi cây bắt đầu đậu trái đó thì chúng ta sẽ bổ sung thêm kẽm để giúp cho cây có thể chống chọi được các loại nấm bệnh trên cây bà con nhé. ABC hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Bà con nông dân Việt muốn gì? Phun lúc trổ sẹt, tôi muốn lúa trổ đồng loạt. Tôi muốn lúa cây nào cũng đặt bông, lòng thông, nhìn như sâu mình te vậy đó. Tôi muốn lông lá đồng xù lên tôi mới chịu. Bà này, lá đồng khi chín còn mơ mới đã chứ. Bà khi qua chuyện tất cả đều tin rằng Happy muốn là được. IDC mang đến sự tốt lành. Như một trận cuồng phong với ba tác dụng, diệt trừ tận gốc, không hề khoan nhượng. Dù sâu cuốn lá ở bất cứ nơi đâu, chip tiếp xúc nhanh chóng, lưu dẫn linh hoạt, bị độc tức thời.
bí kíp diệt sâu. ADC mang đến sự tốt lành. Nhà nông hội nhóm nông nghiệp.